Sau loạt nghệ sĩ biểu diễn dưới cờ ba sọc, cộng đồng mạng tán dương Sơn Tùng MTT về lòng yêu nước. Những ngày qua, cộng đồng mạng xã hội liên tục phát hiện hình ảnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như Trấn Thành, Việt Hương, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Mira Trần, Như Quỳnh, Tóc Tiên từng biểu diễn trên sân khấu tại Mỹ có treo cờ ba sọc, cờ chế độ cũ và đứng chung sân khấu với các nhóm đối tượng có nhiều phát ngôn nhạy cảm về chính trị đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội, bức xúc. Mặc dù nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi và nhận lỗi nhưng dư luận vẫn chưa hả cơn giận. Trái ngược với những hình ảnh xấu xí của các nghệ sĩ trên, mới đây cộng đồng mạng lại tiếp tục đào lại một video trước đây của Sơn Tùng MTP khi chàng ca sĩ này nói về lòng yêu nước của mình, như một hình ảnh so sánh với các nghệ sĩ khác. Trong video, Sơn Tùng MTP khẳng định mình và bố mẹ đều rất yêu tổ quốc. Trong trường hợp đất nước lâm nguy, ca sĩ này sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí ra trận để bảo vệ tổ quốc, bởi vì mình là người Việt Nam. Sơn Tùng MTP cũng cho biết, mỗi khi nghe chuyện gì đó không tốt, không hay về tổ quốc mình, anh cảm thấy bực mình, khó chịu. Thể hiện tinh thần dân tộc của mình. Chàng ca sĩ này nói, nếu như tổ quốc cần em sẽ đứng ra ngay. Em không cần biết em đứng ở vị trí nào, nhưng chỉ cần được đánh trận để bảo vệ cho tổ quốc mình là em sẵn sàng. Tại vì tổ quốc đối với em là tất cả. Em là người Việt Nam, em rất yêu tổ quốc mình. Những lời khẳng định về lòng yêu nước của Sơn Tùng MTP đã được cộng đồng mạng cực kỳ phấn khích, tán dương và cho rằng anh là một nghệ sĩ có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc rất cao. Sơn Tùng MTP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994, là một nam ca sĩ kim sáng tác nhạc nổi tiếng và được nhiều người ái mộ. Sinh ra ở thành phố Thái Bình, Sơn Tùng thường đi hát ở Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Thái Bình và học chơi đàn óc găng từ nhỏ. Thời cấp 3, Sơn Tùng đã miệt mài sáng tác nhạc với mong muốn được thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Tùng cũng cùng với các bạn trong lớp thành lập nên một nhóm nhạc để biểu diễn. Năm 2011, Sơn Tùng bắt đầu nổi tiếng khi phát hành hai đĩa đơn Cơn Mưa Ngang Qua và Em Của Ngày Hôm Qua, đánh dấu mốc khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Những năm sau đó, sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng MTP phát triển không ngừng khi anh tiếp tục cho ra nhiều bản âm nhạc đình đám như Chắc Ai Đó Sẽ Về, Không Phải Dạng Vừa Đâu, Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh, Hãy Trao Cho Anh. Sơn Tùng MTP được xem anh là một trong những nghệ sĩ V-pop thành công nhất ở thời điểm hiện tại. Trong suốt sự nghiệp của mình, chàng ca sĩ này nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.